từ nay đến cuối năm 2023, bốc lại bát hương đúng 3 giờ này được tổ tiên ban lộc tiền về như nước, giàu ú giàu ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, kính thưa quý vị, à, như chúng ta đã biết, ý, ban thờ là cái nơi đại diện của thần linh, của gia tiên. Đây không chỉ là nơi để thờ cúng tổ tiên, mà còn là một trong những cái nơi giúp chúng ta thâu thu tài lộc vượng khí Thôi thu cái vận may và cái hồng phúc cho gia đình cả năm Và cái dịp cuối năm ấy, trước khi bước sang năm mới Thì các gia đình đều có một nghi thức nghi lễ rất quan trọng Đó là rút chân nhang, lau dọn ban thờ và tỉa chân nhang Cũng như là bốc lại bát hương Để cho bát hương được linh ứng, để linh nghiệm hơn Và trong phần giáo gọi đó là cái lễ bao sái Và để công việc được diễn ra suôn sẻ may mắn bình an cho gia đình Cũng như là tránh được những cái đại họa, những cái đại kỵ trong tâm linh Thì chúng ta cần phải lựa chọn cái thời điểm làm sao cho phù hợp. Vì thế trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc bắt hương, lau dọn ban thờ và tỉa chân nha được thuận lợi hanh thông, mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đó. À, thưa quý vị, thì chúng ta biết những ngày tốt mà để bốc lại bắt hương cũng như là lau dọn bàn thờ thì Tử Thông đã chia sẻ ở các video trước bằng cách là sử dụng cái tài liệu là là gì? Ngày tốt toàn thư À, quý vị có thể mở trang 164 ấy, có phần hứa trên quân ngọc học ký thì trong chương trình ngày hôm trước tử thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để tiến hành công việc lau dọn bàn thờ và bốc bát hương trong cái tháng 12 âm lịch đúng không ạ thì bao gồm những ngày sau đầu tiên chúng ta có ngày mùng 6 tháng 12 âm lịch nó là ngày ngày kỷ mão ngày thứ hai là ngày 11 tháng 12 âm lịch là ngày giáp thân ngày thứ ba là ngày 15 tháng 12 âm lịch là ngày mậu tý ngày thứ tư đó là ngày 16 tháng 12 âm lịch là ngày kỷ sửu ngày thứ năm là ngày 25 tháng 12 là ngày mậu tuất Ngày thứ 6 là ngày 26 tháng 12 là ngày kỷ hợi Ngày thứ 7 là ngày 29 tháng 12 là ngày nhâm dần Và ngày 30 tháng 12 ngày quý mão là ngày tốt thứ 8 Thì đó là 8 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bắt thương đúng không? Tỉa chân nhang và bốc lại bát hương cuối năm Được thuận lợi may mắn nhất Đấy. Thì quý vị có thể tham khảo thêm một quyển sách ngày tốt toàn thư nhé À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh quyển sách ngày tốt toàn thư này. Đó. Và ở trang 164 nhá thì sẽ là cách chọn ra ngày tốt để tiến hành công việc bốc bắt hương lau dọn bàn thờ. Đó. Và trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để cho quý vị làm cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, suôn sẻ và may mắn hơn. Đó. À, thưa quý vị, trước khi bước vào cái phần chọn ra những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc lại bắt hương đúng không? Cũng như là để tỉa chân nhang lau dọn bàn thờ, Đấy. thì tử thông cũng sẽ chia sẻ một chút về cái bàn thờ cho quý vị. À, chúng ta đã biết cái bát hương là cái vật vô cùng quan trọng trên bàn thờ. À, một số thầy cũng sẽ có những cái pháp chúng ta nhìn vào đó biết bát hương có linh hay không. Và để bát hương được linh ý, thì quý vị cần phải bốc bát hương đúng cách, đó. Và để bốc vào được bát hương đúng cách thì chúng ta sẽ gồm có những thứ sau, đúng không? Đầu tiên thì gói cho cho nếp thường là dùng cho nếp để bốc bát hương thì ai cũng có rồi đúng không ạ quý vị biết có cho nếp này đó. thứ hai là gì chúng ta sẽ sử dụng một cái gói ngũ vị hương để chúng ta rắc vào cho cho nó thơm và cái ngũ vị hương ấy, khi mà rắc vào cho thì nó cũng sẽ làm cho bát hương của hóa hết đúng không? và thứ ba là cái gói gạo bằng thần tài để bốc lại bát hương để nạp tài cho bát hương và đặc biệt là cái vật phẩm thứ tư rất quan trọng đó là cái gì cái cốt thất bảo cốt thất bảo ấy là gì bảy bảo vật của nhân gian nó hội tụ đầy đủ cái linh khí của đất trời đấy Ở trong kinh Đà La Cúng Phật thì cũng có viết về cái thất bảo như sau Nó sẽ gồm có kim ngân, lưu ly, xà cử, xích châu, mã não, san hô, hổ phách Thì ngoài ra ấy, cái cốt thất bảo còn có một cái tờ di hiệu Có một cái tờ di hiệu thì trong cốt thất bảo có hết đúng không ạ Cái tờ di hiệu này là gì? Là để viết về cái cái bát hương mình thờ cúng ai Mình thờ cúng ai đúng không? Quý vị có thể viết gì? Ví dụ là phụng thờ hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần Hoặc là phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần Phụng thỉnh hội đồng bà cô ông mãnh họ nhà chúng ta chưa bị chân linh vân vân đó thì cách thiết thì từ thông sẽ giới thiệu sau nhé và như vậy ấy, thì một cái bộ thất bảo đủ thì nó sẽ bao gồm có những thứ sau này nó có vàng bạc mã não san hô đỏ hổ phách ngọc trai cũng như là gì cái ngọc bích đấy ngọc bích à, quý vị đã biết cái vàng đúng không? vàng trong thất bảo nó cũng có ngoài thuộc kim là một trong những cái bảo vật của trời đất không bị biến sắc không bị nhiễm tạp khí là cái bảo vật dẫn khí nạp tài cho bát hương tượng trưng cho sự bình an cho sự quý À, thứ hai là bạc bạc cũng ngũ hành thuộc kim nó cũng là bảo vật của đất trời nó đại diện cho sự mộc mạc cho sự chất phát là ánh sáng của trí tuệ có ý nghĩa là sức khỏe trường thọ và an lạc tài lộc à, thứ ba là mã não mã não cũng ngũ hành thuộc thổ là một trong các loại đá quý trong phong thủy nó là biến thể của đá thạch anh và có cấu trúc tinh thể thạch anh mịn hơn và nên là gì nó có tính chất ngọc cái mã não nó tượng trưng cho cái hạnh phúc cho cái sự tốt lành và cái sự hưng thịnh tiếp đến là san hô đỏ san hô đỏ ngũ hành thuộc hỏa là một trong những cái bảo vật quý hiếm với cái sự kết tinh của vũ trụ vô tập chất. San hô đỏ giúp đem lại cái may mắn kỵ tả thanh tịnh và thuần khiết, giúp cho bàn thờ được linh ứng hơn. À, thứ sáu là ngọc trai, ngọc trai có ngũ hành thuộc thủy là bảo vật được kết tinh trong quá trình phát triển của con trai. đấy Có màu sắc tượng trưng cho cái tài lộc cho cái may mắn. À, tiếp theo là hổ phách, hổ phách thì có ngũ hành thuộc mộc, đấy là bảo vật của sự kết tinh hàng triệu năm cất giữ của mộc khí được tông luyện mà thành. Hổ phách thì tượng trưng cho cái sự hòa hợp và cái sự may mắn. À, tiếp đến là cái ngọc phỉ thúy, có ngoài là mộc đấy, là cái bảo vật hình thành trong quá trình là tạo dựng nên vỏ trái đất. Ngọc nó tượng trưng cho cái sự quyền uy, cho cái quyền lực và cho cái sự quý phái, mang lại cái may mắn đấy. À, thì ngoài ra ấy, trong cái cốt thất bảo thì quý vị thường thấy là có thêm cái gì, à, thêm cái chỉ ngũ sắc đúng không ạ? Cái chỉ ngũ sắc, cái chỉ ngũ sắc và gì? À, và cái tờ giấy di hiệu và cái tờ giấy 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 trang kim ấy quý vị đã biết cái ngũ sắc nó có tác dụng lưu giữ linh khí của đất trời cũng như là gì cũng như con người à, khi mà đặt có thất bảo trong bát hương ấy thì sẽ giúp điều hòa ngũ hành lưu trữ được cái tâm nguyện của người cúng tránh được cái tà ma xâm nhập vào trong cái bát hương đấy. và làm cho cái việc thờ cúng nó trở nên đúng linh thiêng hơn à, tuy thất bảo là cái bảo vật quý của nhà Phật nhưng thất bảo cũng cần phải được làm đúng thì mới có tác dụng tốt đấy hiện tại trên thị trường có rất nhiều các loại thất bảo khác thì quý vị cũng cần phải lưu ý khi mua nhé À, thất bảo chuẩn bao giờ cũng được sử dụng bằng cái nguyên liệu chuẩn thì mới lưu giữ được cái linh khí vàng bạc mã não là hai thứ quan trọng trong cốt bát hương mà quý vị cần phải hết sức lưu ý nhá. Thì ngoài ra hổ phách gọc chai san hô mã não hoặc phỉ thúy cũng đều phải được làm từ loại đá tự nhiên. À, khi đó thì thất bảo mới phát huy được cái công năng tốt nhất của của thất bảo giúp chiêu tài lộc mang lại cái may mắn và cái tài vận bình an cho gia chủ. Khi được nạp cốt thất bảo ấy, thì cái bát hương nó trở nên linh ứng hơn đấy. Thì ngoài cái việc lựa chọn chất liệu lòng cốt thất bảo thì cái yếu tố quan trọng hơn nữa là phải được thầy hướng dẫn đúng không? khai quang chỉ chú và xem cái ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ ấy thì nó mới phát huy được cái công năng tốt nhất. Đấy. Nó sẽ mang lại cái năng lượng dương cao và giúp cho quý vị cái công việc bốc lại bát hương đấy. thờ cúng nó trở nên là gì? Linh ứng hơn, cầu gì được đấy. Đó, đó là cái thất bảo nhé Thì quý vị có thể thỉnh cái thất bảo bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói thất bảo về bốc lại bát hương nạp vào bát hương để mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ cả năm đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa giới thiệu xong cho quý vị và các bạn về cái thất bảo để bác sái ban thờ à, tiếp theo chúng ta sẽ xét về cái chọn ra giờ tốt để thắp hương thì cái việc chọn giờ tốt thắp hương ấy, thì quý vị sẽ sử dụng cái tài liệu ngày tốt tuần thư nhé ngày tốt tuần thư quý vị mở trang 127 ra nhá thì nó có cách chọn giờ tốt để cho chúng ta làm mọi việc đó, cách chọn giờ tốt trang 127 đó à, thưa quý vị Nói chung ấy, cái ban thờ là cái chốn linh thiêng, không phải thích lau dọn lúc nào cũng được, đúng không Mà phải là chọn ngày lành tháng tốt để không đắc tội với thần linh và gia tiên. Và hôm nay Tử Thông sẽ sử dụng cái tài liệu ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những cái giờ tốt nhất trong những ngày này để quý vị có thể yên tâm làm mọi việc mà không sợ bị gì phạm phải những điều đại kỵ trong phong thủy. Ấy. Đó. À, thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư nhé. Ở trang 127 thì quý vị có thể mở ra thì ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày kỷ mão nhé Ngày kỷ mão đúng không ạ Ngày kỷ mão thì nó ở trang 131 nhé Quý vị mở trang 131 chúng ta sẽ cùng xét về tìm ra những giờ tốt à, Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 nhé 34 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư Cũng như là gì để được tư vấn về cái giờ tốt Thực hiện cái công việc là bốc lại bát hương, lau dọn bàn thờ và tiền chân nha Đó thì ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày 16 tháng 12 âm lịch, đó là ngày kỷ mão. Nó rơi vào ngày thứ ba Nó là ngày 16 tháng 1 dương lịch năm 2024 Thì trong ngày kỷ mão ấy Thì có những giờ tốt sau này Đầu tiên chúng ta có giờ đinh mão là từ 5 đến 7 giờ sáng 5 đến 7 giờ sáng nhé Là giờ đầu tiên Đó. Thứ hai là từ 9 9 đến 11 giờ là giờ kỷ tỵ đúng không ạ 9 đến 11 giờ Thứ ba là 11 đến 13 giờ 11 đến 13 giờ và thứ tư là 13 đến 15 giờ đó đó là những giờ tốt trong cái ngày kỳ mão à, tiếp theo chúng ta xét đến ngày thứ hai là ngày gì ngày giáp thân ngày giáp thân đúng không ạ ngày giáp thân thì nó sẽ ở trang trang 132 nhé trang 132 đúng không ạ à, ngày giáp thân thì chúng ta sẽ có giờ tốt sau này ngày giáp thân nó là ngày 11 tháng 12 âm lịch đúng không ạ nó là ngày 21 tháng 1 năm 2024 dương lịch đấy đúng không ạ nó sẽ rơi vào ngày chủ nhật đấy quý vị có thể chọn ngày này để làm và trong ngày này thì chúng ta sẽ có những giờ tốt sau này giờ giáp thân này ngày giáp thân này chúng ta có giờ mậu thìn là giờ tốt đầu tiên này tức là 7, đến 9 giờ sáng đúng không? 7 đến 9 giờ này à giờ mậu thìn thì nó có kim quỹ này giờ thứ hai là giờ kỷ tỵ có nhật hợp và có buổi quang thì nó giờ tốt tức là 9 đến 11 giờ Đó. giờ tốt thứ ba giờ tốt thứ ba nó là giờ từ 13 đến 15 giờ giờ tốt thứ tư là từ 15 đến 17 giờ đó, đó là ngày ngày 21 tháng 1 tức là ngày 11 tháng 12 ngày giáp thân nó là, là chủ nhật nhé Tiếp theo ngày thứ ba ta xét đó là ngày Mậu tí ngày Mậu tí là ngày 15 đúng không ạ? Ngày Mậu tí là trang 133 nhé Thì có cái giờ tốt sau này. Đầu tiên là từ 7 đến 9 giờ sáng là giờ thìn. đến 9 giờ đúng không ạ? Giờ tốt thứ hai là 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ ba là 13 đến 15 giờ. Giờ tốt thứ tư là từ 15 đến 17 giờ. Và giờ tốt thứ năm là 17 đến 19 giờ. Đó. Tiếp theo đến ngày 26, ngày 26, ngày 26 tháng 1 dương lịch ấy thì nó sẽ rơi vào ngày 16 tháng 12 âm lịch, tức là nó rơi vào gì? Ngày thứ 6 đấy, ngày thứ 6 đấy, đó là ngày kỳ xỉu nhá. Đó là ngày kỳ xỉu. Thì trong ngày kỳ xỉu chúng ta sẽ có khung giờ tốt sau này. Giờ tốt đầu tiên là từ 5 đến 7 giờ sáng. Đó. Giờ tốt thứ hai là 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ ba là 11 đến 13 giờ giờ tốt thứ tư ạ giờ tốt thứ tư là từ 15 đến 17 giờ đó đó là ngày ngày 16 tháng 12 lịch ngày kỳ xíu à, tiếp theo chúng ta xét đến ngày tốt thứ năm rồi nó là ngày mậu tốt nhé ngày mậu tốt nó rơi vào ngày chủ nhật đúng không ạ ngày chủ ngày chủ nhật nó sẽ rơi vào ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch đúng không ạ tức là ngày 25 tháng 12 năm lịch thì đây cũng là ngày tốt để quý vị có thể tiến hành công việc là gì bốc quát hương mà nó dọn bàn thờ nó sẽ có 3 giờ tốt đó là gì 5 đến 7 giờ đúng không ạ 5 đến 7 giờ và gì? 9 đến 11 giờ. Và tiếp theo là gì? Từ 15 đến 17 giờ. Đó, đó là ba khung giờ tốt của ngày, ngày mẫu tốt. Ở trang 136 nhá, quý vị có thể tham khảo thêm. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày thứ hai đúng không ạ? Cái ngày mùng 4 này, nó là ngày chủ nhật nhá. Thì quý vị có thể chọn ngày này. Sắp xếp thời gian làm cũng được đúng không ạ? Tiếp theo là ngày thứ hai nó là ngày 26 tháng 12. Âm lịch ấy, nó là ngày kỳ hợi. Thì trong cái ngày kỳ hợi ấy, nó vẫn là trang 136 nhá. Chúng ta sẽ có những khung giờ tốt sau này. Đầu tiên là 7 đến 9 giờ sáng này, giờ giờ thì này. Đến 9 giờ này đúng không ạ? 7 đến 9 giờ thì nó có tư mệnh đúng không ạ? Có tư mệnh nhưng lại có tuần không. À, tiếp theo là từ 11 đến 13 giờ. Đó, là giờ canh ngọ có nhật lộc có thanh long. À, giờ tân mùi thì là giờ từ 13 đến 15 giờ. Đấy thì nó có phúc tinh có minh đường, nó là giờ, giờ tốt. Quý vị có thể sử dụng thêm giờ nhâm thân nhé, nhâm thân nó bị lục hại nó cũng không tốt Thì chúng ta chỉ sử dụng 3 khung giờ này thôi à, Tiếp đến chúng ta xét đến ngày nhâm dần Đó. Ngày nhâm dần quý vị mở trang 137 nhé Thì nó có khung giờ tốt sau này à, Ngày nhâm dần ấy, thì chúng ta sẽ có giờ tốt đầu tiên là giờ mão, là 5 đến 7 giờ sáng Đó. Giờ tốt thứ hai là từ 7 đến 9 giờ Giờ tốt thứ ba là 9 đến 11 giờ Đó. Nhâm dần Giờ tốt thứ tư đó, là giờ 11 đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ đúng không Và giờ tốt thứ năm là 13 đến 15 giờ. Nó sẽ vào ngày gì? Nghiêm dần là ngày 29 Tết đấy. 29 Tết. Nếu mà quý vị mà bận rộn quá mà không bóc lại được trong thời gian từ 23 ấy, thì quý vị cũng có thể chọn cái ngày 29 để làm, cũng rất là tốt. Đó. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày thứ 8, đó là ngày thứ 6 là ngày mùng 9 ấy. Ngày mùng 9 nó sẽ rơi vào ngày gì? ngày quý mão ngày quý mão nhé thì trong ngày quý mão sẽ có khung giờ tốt sau này đầu tiên chúng ta có 5 đến 7 giờ sáng này đến 7 giờ sáng là giờ là giờ ất mão đấy có thiên ất có phúc tinh nữa 5 đến 7 giờ này có thiên ất có phúc tinh này à, tiếp theo chúng ta có giờ bính thìn Đã, từ 7 đến 9 giờ đúng không 7 đến 9 giờ thì có gì có hỷ thần có nhiệt hại tiếp theo giờ 9 đến 11 giờ 9 đến 11 giờ là giờ à, đinh tỵ có nhật mã và có chu tước à, tiếp đến là chúng ta chọn giờ kỷ mùi nhá kỷ mùi là từ 13 đến 15 giờ thì có gì kỷ mùi thì có bảo quang này Đấy. và giờ tân dậu chúng ta chọn được nhưng không chọn được như vậy là trong ngày 30 chúng ta cũng sẽ có bốn khung giờ tốt đoạn à, như vậy là tử thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư nhá ngày tốt tuần thư để chọn ra cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất thì tử thông đứng sang bên đây quý vị có thể chép lại chụp lại nhé chép lại chụp lại đó chép lại chụp lại và chúng ta sẽ gì chọn ra những ngày nào phù hợp nhất để cho mình làm mọi việc cho được thuận lợi và may mắn đó đây tử thông đứng lại nhé đây quý vị có thể chép lại chụp lại những cái giờ tốt này rồi ok đó thì đó là những cái giờ tốt mà tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn để gì tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn hơn đó. À thưa quý vị, một cái điều đặc biệt lưu ý ấy là trước khi mà bao sái bàn thờ hoặc là bốc bát hương ấy, thì chúng ta cũng đều phải xin phép đúng không? Đều phải xin phép. Và tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn để chúng ta xin phép được bốc lại bát hương và lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang, đó, cho được thì thuận lợi may mắn và hanh thông. thì bao giờ cũng vậy, trước khi mà lau dọn bàn thờ thì chúng ta cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị một ít hoa quả lễ mọn à, sau đó thắp hương thông báo với tổ tiên thần linh để biết ngày hôm nay sẽ lau dọn bàn thờ bốc lại bát hương tỉa chân nhang à, xin mời các vị tổ tiên thần linh lén sang một bên để con cháu thực hiện cái công việc này cho được chuẩn chỉ hanh thông nhất à, cái bài xin phép như sau con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật tín chủ con tên là cư ngụ tại địa chỉ hôm nay ngày tháng năm xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi, xin thành tâm sám hối. Tín chủ con xin kính cáo với các chư vị thần linh gia tiên, chọn được ngày lành tháng tốt. Hôm nay xin phép tín chủ được sái tịnh ban thờ bốc lại bát hương, để ban thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong chư vị minh chứng và gia hộ cho gia chủ. Mong các vị độ cho con bốc lại bát hương, lau dọn bàn thờ được khang trang mỹ hảo, cho hương án được chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đẩy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành. Nếu có gì si mê lầm lỡ, xin được tha thứ, bỏ quá đại xá cho. À, khấn xong, quý vị vái ba vái. Và đợi đến hương tàn thì chúng ta bắt đầu cái công việc lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang. Đó. À, quý vị có thể tham khảo thêm cái bài văn khấn tỉa chân trang lau dọn bàn thờ, bốc bát hương. Ở cái trang 201 nhé 201 của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 Để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé Chọn ra cho mình những bài Văn Khấn tốt nhất Ở à, quyển Văn Khấn thì có tận 77 bài Văn Khấn 77 bài Văn Khấn Đúng Nên là quý vị cứ tha hồ một lựa chọn Có tất cả gần như là đủ đều tất cả các loại Văn Khấn mà quý vị thường dùng Đó à, Thưa quý vị Sau khi khấn xin xong thì chúng ta bắt đầu tiến hành việc lau dọn bàn thờ thì để lau dọn bàn thờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước lau dọn bàn thờ là nhất tâm hương đó để bao sái bàn thờ. Đó. Thì đây là cái nước lau bàn thờ chuyên dụng thu hút cái tài lộc được làm từ các thảo dược tự nhiên như là quế, hồi, đinh hương, bạch đàn, bồ hoàn, chanh xả cùng các hương liệu tự nhiên khác. Thì đây là cái nước tâm linh chuyên để lau dọn bàn thờ cũng như là lau dọn cái đồ thờ cúng vào cái dịp cuối năm. À, nó sẽ giúp làm sạch cái không gian thờ cúng, ngăn ngừa cái nấm mốc, đuổi cái côn trùng, gián kiến, bọ ra ra khỏi không gian thờ cúng mang lại cái vượng khí cho bàn thờ làm cho không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ và linh ứng hơn cầu gì thì được nấy đó à, thưa quý vị quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái lọ nước lau dọn bàn thờ bóc sái bàn thờ nhất tâm hương để bóc sái bàn thờ giúp cho bàn thờ được thanh tịnh và gì trang nghiêm hơn à quý vị thân mến À, trong cái năm 2024 và dịp cuối năm ấy, thì chúng ta thường tiến hành một cái nghi lễ gọi là rút chân nhang và lau dọn bàn thờ. Đó. Cái việc rút chân nhang lau dọn bàn thờ và lúc nào là chuẩn nhất và được may mắn và giàu sang là cái điều ai cũng quan tâm. Thì tử thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay rồi. Đúng không? Để lau dọn bàn thờ cho được linh ứng và trang nghiêm ấy, thì chúng ta sẽ cần phải lắng nghe những cái giải pháp của chuyên gia phong thủy xoay quanh cái công việc là rút tỉa chân nhang. Đúng không? À, thứ nhất một câu hỏi thường đặt ra là gì? Có nên rút tỉa chân hương trên bàn thờ tổ tiên hay không? À, thưa quý vị không ít người quan niệm rằng bát hương đầy thì càng có lộc, thậm chí là càng um tùm thì gì thì càng linh thiêng, càng nhiều lộc. Họ không có thói quen rút chân nhang và tỉa chân hương định kỳ mà chỉ để cho chúng um tùm. Ngày sau thì cắm lên chân hương trước thành từng cái tầng tầng lớp lớp năm này qua năm khác. À, tuy nhiên à, theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì nói chung ấy quan niệm đó thì cũng chưa hoàn toàn đúng và cũng không hề có căn cứ. Nói chung ấy cái việc tỉa chân nhang là một trong những cái việc quan trọng nhất trong cái việc là lau dọn bàn thờ và bốc lại bát hương cuối năm cái việc để bát hương quá đầy sẽ không chỉ khiến cho bát hương nó bị rát mà bát thờ cũng trở nên bụi bặm bụi bẩn mà lại còn có tiềm ẩn cái nguy cơ bị hỏa hoạn nếu mà không cẩn trọng theo các chuyên gia tâm linh ấy, thì việc không tỉa chân hương để bát hương quá đầy khi tắt chân hương lên ấy, thì không chạm được vào cái bát hương nên là gì chân hương sau sẽ để ở chân hương trước như vậy thì cái việc thắp hương sẽ không còn được giữ được cái ý nghĩa tốt đẹp hơn nữa bát hương mà có trên hương cao lại giống như là cái que cột Để chắn cái tầm mắt của thần linh ra tiên à, cũng giống như là gì ta đang ngồi mà gì có vật gì cản trước mắt nó sẽ cảm giác rất là ức chế khó chịu à, câu hỏi thứ hai đặt ra là gì lúc nào thì nên tỉa chân nhang à, thưa quý vị không nhất thiết là phải đợi đến gần tết thì chúng ta mới tiến hành công việc là tỉa chân nhang hoặc là lau dọn bàn thờ vậy thì cái việc tỉa chân nhang lúc nào là phù hợp cái việc tỉa chân nhang không phải nhất thiết phải đợi vào dịp tết hoặc là ông ông táo hay là gì gần tết vì nó sợ phạm vào những điều đại kỵ đó. gia chủ có thể hoàn toàn làm vào những ngày cắt lành trong tháng trong năm để tiến hành rút cái chân hương miễn sao thực hiện với cái tâm thành là được đó à, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 349 ấy để gì được tư vấn về cách chọn ngày tốt bốc bắt hương lau dọn bàn thờ miễn phí hoàn toàn miễn phí nếu ở trong năm chân hương có ung tùm ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là dọn chọn ra những cái ngày lành tháng tốt để tỉa bớt. Cái điều này sẽ giúp tránh cái hỏa hoạn khi thắp hương. Hơn nữa, việc chỉnh trang lại cái bát hương đẹp đẽ để tỏ cái lòng thành kính với tổ tiên cũng là cái điều mà quý vị nên làm. À, trong trường hợp mà bát hương không có quá nhiều chân hương ấy, thì có thể để vào dịp cuối năm đấy để gì theo lệ của phép xưa và cũng không lo phạm cái điều đại kỵ khi nào thấy ban thờ trước được trang nghiêm thanh tịnh thì nên lo dọn nghẹp ngay đó hoặc là có thể là gì? Đặt lịch lau dọn định kỳ Tốt nhất là nên gì? Chọn ra những ngày tốt mà Tử Thông đã chia sẻ để quý vị làm Không nhất thiết phải đợi đến dịp sau 23 tháng chạp mới làm Đó Nhiều nhà thắp hương hàng ngày, đặc biệt là trên cái ba thằng thần tài Thì gì? Cái bát hương vẫn rất nhanh đầy Cái việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng Hoặc là gì? 2-3 tháng một lần Thì cũng sẽ giữ được cái mỹ quan Giúp cho bàn thờ được sạch sẽ và sáng sủa Cái điều quan trọng là cái thực hiện về này Thì quý vị cũng cần phải thực hiện một cách thành tâm nghiêm túc để thể hiện cái lòng thành kính với bề trên. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc là bốc bắt hương cuối năm cho được thuận lợi hành thông. Cũng như là gì à, những cái nghi thức về bài văn khấn và cái nước lau rửa bân thờ để cho được gì thuận lợi và may mắn nhất. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Así que vamos.